con trộn cũng đỡ. Anh giao dài dài đúng không? Đúng rồi, anh giao đồ cho em nè. Dạ. Của em là 30 ngàn nha. Dạ dạ. Em có 40 nè, anh lấy luôn đi. Cảm ơn em nha. Dạ. Ủa, ủa, anh ơi. Hả? Cái này em mua ly trà giải bình thường, em mua là nó tới đây lần mà sao giờ nó còn có nhiêu đây vậy? Cái này anh cũng không biết nữa. Anh nhiệm vụ là anh đi giao thôi à. Bây giờ anh nói thiệt cho em biết đi. Hồi nãy anh chạy lỡ làm đổ hết vô đây của em đúng không? Anh nói thiệt đi, em không đánh giá anh một sao đâu. Trời em ơi em, nếu mà anh lỡ làm đổ thì anh sẽ nhận với em. Còn cái này anh không có thiệt mà. Trời ơi anh coi nè. Em mua size L, size lớn. Rồi em mua thêm giải nữa, đằng nãy trong đây có 5 trái giải bình thường em uống như vậy đó. Rồi giờ trong đây còn có một trái là sao, làm đổ rõ ràng rồi đó. Anh nghĩ cái vấn đề này á, em liên hệ với quán đi chứ anh đâu có biết cái gì đâu. Thôi anh đi nha, anh trễ giờ rồi. Ủa? Giao khách khác nữa. Ủa em gặp anh thì em nói anh chứ nói ai. Trời ơi, đặt ổng cho đã rồi giờ. Giờ nó đi ra quán, nó trốn quán. Thiệt thì chứ. Gì em gái? Quán chị bữa nay làm ăn gì kỳ cục vậy? Chị... Em đặt ly trà giải size L, đặt thêm giải nữa mà chị coi nè. Còn trong đây còn gì? Còn đúng một trái giải luôn. Chị giải thích cho em nghe đi. Sao kỳ vậy ta? Quán chị hồi đó giờ bao có bao giờ mà làm ra cái ly giống vậy đâu. Thì bởi vậy em mới hỏi là tại sao hôm nay quán chị làm ăn như vậy. Cái này là shipper giao cho em hả? Đúng rồi chị. Ờ, để chị check camera lại coi thứ bạn nhân viên làm sao. Nếu như mà bạn nhân viên làm sai, chị sẽ phạt nhân viên rồi bồi thường lại cho em nha. Coi đi. Nè, em check cam giùm chị đi. Ông shipper này đúng rồi nè. Ủa? Ủa? Cái này nhân viên chị nhân viên làm bình thường mà cho quá trời giải vô luôn nè. Đó. Quán chị trước giờ là pha nước cho khách là đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Mà tại sao bây giờ lại gặp vấn đề này? À, là cái anh shipper giao cho em tới là nhận được như đây đúng không? Vậy là ổng chứ còn ai nữa. Trời ơi, hèn chi hồi nãy em hỏi á, thì cái mặt ổng á, sượng chân là chị. Em chưa kịp hỏi xong á, là ổng phóng xe ổng giọt đi mất tiêu rồi. Dạo gần đây chị cũng có nghe nói là shipper giao hàng xong rồi tự ý lấy ra ăn và uống hết của khách. Thì là không được rồi, để em gọi em hỏi là ổng. Alo, anh Vũ đúng không anh Vũ? Ừ, ai vậy? Em là cái người hồi nãy mà anh giao đi trà giải tới nè. Rồi sao em? Sao hả? Em mới lợi tới cái quán đây, em coi camera rõ ràng là nhân viên giao cho anh một ly nước của em đầy luôn và bỏ rất là nhiều giải chứ không có như cái hiện trạng mà anh đưa cho em. Trời ơi, con riêng này tao ăn giọng gì trong đó mày? Có bằng chứng gì không? Tự nhiên mày vu khống tao. Vu khống gì? Không anh với ai nữa. Bây giờ nhân viên trao tay có một mình anh rồi anh trao lại cho em thì ngoài anh ra còn ai nữa? Cái đó là tao không biết nha. Anh không biết gì? Nói chuyện gì kỳ cục vậy? Nè, anh shipper, anh nói chuyện với khách hàng như vậy hả? Anh có tin là tụi tôi lên đánh giá một sao không? Cái mẹ mày đi, cút! Trời ơi trời, shipper mà ăn nói chuyện với khách hàng vậy hả? Thôi được rồi, em yên tâm đi, để đó, chị xử lý cái này cho. Cái thằng này mất dạy quá rồi, phải cho nó một bài học. Em chờ xíu nha, chị đền lại cho em ly mới. Dạ em cảm ơn chị. Alo anh trai ơi, ra nhận hàng anh trai ơi. À anh đợi em xíu, em đau bụng quá. Ok ok, tranh thủ nha. Oh, nhìn cũng bén á. Đá hai cái chân cút qua trời. Đó, thấy cái thằng khốn nạn ghê chưa? Cái thằng chó đó, để em. Ê ê ê, cái gì vậy? Làm gì nóng tính vậy? Bây giờ qua đánh nó rồi nó thua rồi làm gì nó? Nè, bây giờ mình có bằng chứng rồi, mình gửi lên công ty nó để công ty nó xử lý. Vậy hả? Ừ. Vậy bây giờ còn cách nào khác không? Chị có cách này hay lắm. Cách gì nữa em nghe coi. Alo, anh ơi. Dạ, em nhận bánh nén nè. Dạ rồi, em xuống liền anh ơi. Ôi.
Dạ. À, xin lỗi anh nha, để anh đợi. À, của em nhiêu anh? 25 ngàn hả? 25 ngàn hả? Đây bỏ anh luôn, khỏi thôi. Trời ơi, bỏ 25 ngàn luôn hả? Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ. Đẹp quá. Ủa, mình phải tráng 25 ngàn có chút xíu rồi ta. Đổ dính dầu mỡ nữa. Thì cái thằng đó ăn bớt rồi chứ sao nữa. Gì? Shipper nãy ăn bớt của em hả? À? Ừ, hồi hôm qua nó giao nước của quán chị á, nó giao cho khách, xong khách nói nó còn chửi khách nữa chứ. Có chuyện đó luôn hả? Ờ. Ờ, không tin hả? Nè. Mới quay lại luôn á, mới quay lại tức thì luôn. Ừ. Chó này ai bỏ đói nó hay gì, nó ăn uống vậy luôn được luôn hả? Thôi, bây giờ em lên đánh giá một sao đi. Rồi á hả, cho công ty nó biết là nó làm những cái điều đó. Thôi, để em làm liền. À, em cảm ơn chị nha. Ngày không nhờ anh với chị, em hiểu lầm quán người ta, tội nghiệp. À, thôi tụi chị đi nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Ừ? Cho em 2 đơn. À, rồi, ok. Rồi, đợi xíu nha. Ừ. Cảm ơn anh nha. Rồi. Ok. Thơm phức lướt. Tới cũng chuyện liền. Giòn gụm luôn ta. Chai này bán được ngon à. Như nó bụng với ta. Sao? Qua rồi. Alo anh ơi, Gì vậy? Anh xuống nhận hàng liền giùm đi anh ơi, tới chỉ rồi. Hả? Nói gì không nghe? Tôi là xuống nhận hàng liền, gấp. Cái điện thoại mất sóng hay sao ta? Nói lại đi. Mà cũng không nhận thôi. Ê, mày đi đâu mày? Ủa? Sao mày? Ông là nó mới bán đồ tôi mà. Đúng rồi đó, tao vừa mới bán cho mày xong đó. Mày biết mày vừa mới làm cái gì không? Mày đi ăn đồ ăn của khách hả mày? Mày giao cho tao kiểu gì hả? Tôi ăn hồi nào? Ê, mày đừng có chối mày. Bữa giờ nhà tao đi theo dõi mày, tao quay clip lại quá trời này mày coi không hả? Mày chối không? Mày thích chối không? Tôi không có ăn. Mày không có ăn hả? Mày biết tao bỏ gì trong đó không? Tao bỏ thuốc sổ trong đó đó. Mày biết ai là người đặt không? Tao luôn đó, tao là khách luôn đó. Tao bỏ hết vô trong đó thuốc sổ đó. Sao? Giờ sao mất địa lắm đúng không? Thôi, đưa nó lên trụ sở công ty, nó cho người ta giải quyết nó đi. Anh cho tôi đi vệ sinh cái rồi muốn đưa ra cũng được không anh? Chịu mẫu lận. Khỏi mày, tao cho mày đi ra tận đây luôn mày ha. Vì mày không, biết bao nhiêu anh em shipper ngoài kia đang bị ảnh hưởng vì mày, mày biết không? Hả? Người ta chửi shipper rồi sao? Biết không? Hả? Gì vậy? Tôi ghét. Mày chưa nghe chưa? Lần sau là đừng có dở cái thói đó nghe cho mày. Anh cho tôi mượn cái quần kia, tôi lấy được.